đón xem Nữ Chủ từ 13 tháng 1 trên Vion. Anh Lâm Chấn Huy với Lưu Chí Bỉ. Không, cái miệng Quýnh Ngọc Tiên thì chắc không nổi rồi. Bây giờ mình sai lầm rồi. Mình thì nhan sắc giới hạn mà thủ đoạn phải vô biên. Hả? Giờ mình phải tự giỡn chiêu trò đó. Đúng rồi. Chứ anh thấy nhìn cái cặp chân em anh khoái ra nghe Tiên. Đó kè mày bậy luôn. Trời ơi, gọi mười mấy cuộc á. Hôm qua mấy cháu nó vườn. Qua chơi rồi. Chơi rồi, mấy cháu nó vườn. Nhỏ nó speed. Nó nói là, mấy cháu nó nói là kính lão đắc thọ. Ha, tại dành quá, dành là không lợi với Lâm Hùng. Không lại Lâm Chấn Huy kìa. Lâm Chấn Huy trả lời. Lâm Chấn Huy đỉnh à. Lâm Chấn Huy nó lụm được cái cuốn của em nào rớt trong này. Nó trả lời câu hỏi á. Lên nó trả lời như là nó đọc rồi vậy đó. Em may hơn con. Không, bạn Lâm Chấn Huy không phải là lụm mà vợ của Lâm Chấn Huy lụm. Đọc cho Lâm Chấn Huy nghe. Hạch không gì có thể thay thế em. Anh mớm lời vậy. Vài thầm ước như chưa mong được bên em khắp nơi. Và anh thầm ước sẽ chết bóng được anh đem đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thể khiến sao em được vui với anh. Không gì có thể thay thế anh. Chị anh nhé. Dạ. Cái anh là tuổi thơ. Tụi em cũng vậy hả? Không có. Tụi em nhanh nhẩu. Không có. Đâu rồi đây, anh hiểu lầm rồi đó. Em nói em thấy cái chuyện mà nó nhanh hay là như là nó không quan trọng là mình có chịu coi nhiều cái trend đồ này ở trên mạng hay bài hát thôi. Mấy bài hát là tụi em thua tụi anh hồi, tại vì ví dụ như mấy bài hát hiện đại bây giờ tụi nhưng mà hôm nay chắc là không có cái bài hát đâu. Làm sao có cái bài hát đâu liên quan gì. Có chứ, có mấy bài hát ví dụ hiện đại bây giờ, ví dụ như mới vừa rồi đi, em thấy mới vừa rồi là có giải tất cả các ca sĩ mấy giải Ngôi Sao Xanh đó, đó là thế nào cũng sẽ có. Không, cái đó nếu ca sĩ với nhau hết bài hát, còn này là chắc là cái dữ liệu. Dữ liệu. Dạ, cái đó chắc chắn có. Tự nhiên vậy thôi được. Phải làm, nó làm cho đàng hoàng chứ. Trời ơi, em thù. Em thích anh lắm luôn. Vô hai đứa đi từ người kia vô đây luôn. Anh rất là lớn mở mà anh quay luôn cái người đó. Em biết em quay anh hai năm nay thôi, hai không mười mấy năm nay rồi. Anh em biết luôn rất là lớn tiền luôn. Thank you.
Ok. À, trời. Giờ ủng hộ Vĩ một tràng pháo tay nha. Dạ. Ok. Kính thưa quý vị. Lên đường. Vâng. Kính thưa quý vị, anh Lưu Chí Vĩ đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Tím gì nửa sống nửa chín? Tím gì nửa sống nửa chín hả? Tím rịm, tím than, tím than, tím tím gan. Ăn phở. Nãy gì cũng biết luôn á. Anh có ăn phở bao giờ chưa? Có. Dạ. Vô mười khổ anh. Em thích hành tím. Ủa anh vậy? Cứu tôi, cứu tôi. Ăn phở. Mời Lâm Trấn Quy nhắc. Nhắc nhẹ. Phở anh bị thiệt gì? Phở tay. Đúng rồi. Đây. Anh đáp án anh. Phở tay. Phở tay. Phở tay. Tím tay. Trời ơi. Căng quá, căng quá. Sorry, căng quá. Thì bây giờ hồi hộp thiệt luôn á. Dạ, dạ, dạ. Tím tay. Dạ, chính xác. Chó rồi vui. Miệng gì không biết nhai? Miệng gì không biết nhai? Miệng... miệng ly. Đúng rồi. Dạ, miệng ly, miệng ly. Dạ. Cần gì loài cá rất sợ? Cái gì còn hả? Con gì loài cá rất sợ hả? Cần gì hả? Dạ. Đừng nói canh cấu nha. Canh cấu. Cần câu. Dạ, không chính xác. Tụi mày nói đừng nói canh cấu đâu đó. Ủa không phải con cần câu là câu cá thì cá nó không sợ cần câu hả? Đáp án là cần thủ ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là anh Lưu Chí Vĩ đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Như vậy chúng ta đã có đội thắng và đội thua. Xin mời. Không, tôi biết là bên này thắng rồi, bên này lên cao lắm. Như vậy là đội chúng ta không may mắn bằng nên chúng ta dừng lại. Chúng ta sẽ mang về tiền thưởng là 15 triệu đồng. Ok, mấy em lại vô nha. Tiền cái gì ạ? Hồi nãy bên kia thì sao? Hồi nãy tôi thắng 4 câu, bên kia tao nhắc 2 câu rồi. Hết go là chồng để ý go là đi gâu á. Không, nhưng mà Huy cái tiếng mục em vui lắm. Bạn ơi, tôi chạy nha. Tạm biệt mấy em. Nha, em đi đây. Bye bye. Nghe là mấy cô đó. Quá vậy đó. Để 60 giây mà kể 20 loại áo. Con trai biết gì đâu, áo bà lộ, áo vest, áo sơ mi rồi phải có nữ vô, áo nữ đủ thứ áo á, mình đâu biết. Áo trầm, áo ghi lê. Cho mình toàn nam nói áo xanh, áo đỏ, vàng, áo hồng. Áo xanh, áo đỏ. Áo ngực. Áo ngực. Được chứ một. Thôi lắm, cầm bà. Áo bà ba được. Áo rộng cốp. Dạ. Thay đổi gì đâu.